khôn hồn ý, thì chia tài sản cho tôi với cả mẹ của tôi đi. Ăn một mình ý, nuốt không có trôi đâu. Tôi còn chết ý, thì cô cũng không được một đồng, một xu nào từ công ty đâu, ok? Anh là nhân viên của công ty mà, nên là công ty cũng phải có trách nhiệm để chăm sóc sức khỏe nhân viên của mình chứ. Anh không đến được á? Anh làm lương có mấy triệu bạc thôi, mà bận đến như thế cơ à? Cướp tài sản của tôi với mẹ tôi rồi, bây giờ cô còn cướp cả người yêu của tôi nữa gì? Cái gì cơ? Anh Lâm, đây là người yêu của anh á. Này, tại sao tôi gọi cho chị mà chị không nghe? Tại sao tôi lại phải nghe máy của cô? Khôn hồn ý, thì chia tài sản cho tôi với cả mẹ của tôi đi. Ăn một mình ý, nuốt không có trôi đâu. Nực cười nhở, công ty của bố tôi ý, mẹ cô cũng đã có phần rồi, cô chỉ là con riêng thôi, tư cách gì mà đến đây đòi. Này, lúc bố còn sống ấy, bố đã bảo là sẽ để lại tài sản cho tôi. Đến lúc bố mất đi, cô đã lừa ông ấy để đổi lại di chúc rồi hưởng hết phần đúng không? Đừng có mà hòng qua được mặt tôi. Thế á, thế cô định làm gì nào? Tôi nói cho cô biết nhá, tôi còn chết ý, thì cô cũng không được một đồng, một xu nào từ công ty đâu, ok? Được rồi, vậy thì tôi sẽ đưa cô ra tòa. Tùy cô thôi, cô cảm thấy làm được ý, thì cô làm luôn đi. Còn cả mẹ cô nữa, đừng có đến đây quấy rối nữa. Không ý, tôi là người kiện ngược lại đấy. Được rồi, vậy thì cứ chờ mà xem. Anh làm sao đấy? Chủ tịch, tôi xin lỗi. Quá 1 giờ trưa rồi mà bây giờ anh mới ăn mì à? Tại lúc nãy khách già bảo đông quá nên tôi không kịp đi mua cơm. Xong việc thì cũng muộn rồi nên tôi úp tạm gói mì để ăn. Anh phải ăn uống điều độ đúng giờ thì mới có sức khỏe làm việc chứ. Dạ. Mà nhìn anh thế này chắc là bị đau dạ dày đúng không? Sao chủ tịch biết ạ? Đúng là tôi bị đau dạ dày, nhưng mà tôi vẫn làm việc được ạ. Tôi không có ý đuổi việc anh đâu. Ngồi đây đợi tôi một lát. Anh cầm lấy cái này. Đây là viên uống dạ dày Fucoidan, có tác dụng làm giảm các triệu chứng đau dạ dày, hành tá tràng, viêm loét dạ dày, hang vị, trào ngược dạ dày, ợ hơi, ợ chua, tăng cường miễn dịch, giảm các tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị. Anh dùng thử đi. Uống 2 viên một lần. Cảm ơn chủ tịch ạ. Cảm ơn chủ tịch ạ. Không có gì đâu, anh là nhân viên của công ty mà, nên là công ty cũng phải có trách nhiệm để chăm sóc sức khỏe cho nhân viên của mình chứ. Sắp tới có lẽ là tôi sẽ báo phòng nhân sự tuyển nhân viên để chia sẻ công việc với mọi người cho mọi người đỡ vất vả. Yên tâm, mức lương của anh ý không bị giảm đâu, vẫn y nguyên. Cái này thôi bỏ đi, đừng ăn nữa. Xuống căng tin đi ăn với tôi. Vậy chủ tịch ra trước đi, một lát nữa tôi xuống. Alo, anh đến chưa đấy? Cái gì cơ? Anh không đến được á? Anh làm lương có mấy triệu bạc thôi mà bận đến như thế cơ à? Em cho anh đúng 15 phút, anh mà không có mặt ở đây, đừng có trách em. Thank you.
người sẽ biết tay của tôi. Cô uống tạm ly trà gừng táo đỏ này đi, sẽ giúp cô giảm đau hơn đấy. Một lát nữa tôi sẽ đi mua thêm trà đỗ đỏ cho cô ăn nữa. Còn cái này nữa. Sai lợi bên chuyện này à? Chủ tịch đừng có ngại. Tại vì ở nhà tôi sống có mỗi hai anh em thôi, nên phải chăm sóc nhau từ nhỏ, nên tôi nhìn là hiểu mà. Anh Lâm chu đáo thật đấy, tinh tế nữa. Ai mà lấy được anh chắc hạnh phúc lắm. Mà bệnh dạ dày của anh dạo này thế nào? Nhờ có sản phẩm viên dạ dày Fucodan nên giờ tôi không còn cảm giác đau nữa. Ăn uống cũng ngon miệng hơn, mà cũng không còn bị ợ chua ợ hơi nữa. Thế thì tốt rồi, ngày trước tôi cũng bị dạ dày. Biết đến sản phẩm đấy dùng thấy hiệu quả quá, nên là giới thiệu cho anh dùng luôn. À, mà bạn gái anh làm nghề gì? À, bạn gái tôi, cô ấy... Này! Cô làm cái gì đấy hả? Tôi phải là người hỏi cô câu đấy mới đúng. Cướp tài sản của tôi với mẹ tôi rồi, bây giờ cô còn cướp cả người yêu của tôi nữa gì? Cái gì cơ? Anh Lâm, đây là người yêu của anh á. Kiều Tâm, em bình tĩnh lại đi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Bỏ ra, còn anh nữa, cái loại cóc ghẻ như anh ấy mà còn đòi ăn thịt thiên nga cơ. Anh thấy cô ta nhiều tiền nên là anh định mon men để kiếm miếng ăn chứ gì. Cô ăn nói cho cẩn thận nhá, đừng có nghĩ ai cũng giống như mình. Sao? Thế hai người đang ở đây làm gì? Hẹn hò cơ à? Còn cái này nữa. Lại còn dám mua những cái thứ này cho nhau á? Hả? Cái này là do anh tự mua cho chủ tịch. Chủ tịch á? Tôi không ngờ chủ tịch của anh lại là người có gu ăn mặn đến như thế đấy. Thích làm trà xanh đến mức phải đi kiếm những cái người có người yêu. Một thằng bảo vệ rác rưởi như anh à? Hả? Cô ăn nói cho cẩn thận. Sao? Tôi thích nói như thế đấy. Tôi còn muốn hét lên ở đây cho mọi người biết là cô là có loại người như thế nào đấy. Được thôi, tôi cũng đang muốn cho mọi người biết sự thật đây. Cô bảo tôi cướp tài sản của cô á, vậy bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Ừ, thì... Bố tôi mất, để lại tài sản cho mẹ con cô. Nhưng mà mẹ con cô không biết giữ gì, đến bây giờ nghèo rồi, quay ra đổ lỗi cho ai? Này, cô đừng có mà lấp liếm nhá. Cô chiếm đoạt tài sản của công ty tôi. Hai mẹ con tôi chỉ có duy nhất một cái cửa hàng thôi. Chính cô là người đã sửa cái di chúc của ông ấy. Sửa di chúc á? Được, thế các người có biết ai là người sửa di chúc không hả? Hay là để tôi cho mẹ con cô biết ai là người đã động tay vào bản di chúc đấy với tòa án nhá. Cô đừng có mà hòng lừa tôi, cô không dọa tôi đâu. Thôi kìa, tôi đã nói gì đâu, chưa gì mà cô đã nhận thế. Cô... Tâm, cô dừng lại được rồi đấy, đây không phải chỗ để cô làm loạn đâu. Anh còn dám cản tôi vì cô ta á? Hai người được lắm. Tôi và cô ấy chỉ đơn giản là mối quan hệ bà chủ và người làm. Còn mối quan hệ rắc rối của hai người ấy, tôi không quan tâm. Nhưng mà tôi chắc chắn một điều rằng cô ấy là người tử tế, đàng hoàng và xứng đáng được tôn trọng hơn cô đấy. Anh còn dám nói với tôi như thế á? Còn cô ấy là loại người tham lam, còn lười nhác nữa. Cô nói đúng đấy, tôi cũng chỉ là một tên bảo vệ quen thôi, không xứng đáng với cô đâu. Chia tay đi. Lâm. Chủ tịch, xin lỗi cô, nhưng cô là người tốt. Còn con người này, tôi đã nhìn thấu rõ bộ mặt của cô ta rồi. Anh Lâm. Cô, đứng lại. Sao? Tôi với cô còn gì để nói với nhau nữa hả? Tôi đã nể tình nghĩa chị em trong gia đình với nhau, nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vậy thì gặp nhau ở tòa đi. Tôi quá mệt mỏi với mẹ con các người rồi.